Nắng ơi, làm thế nào để cao tơ vô pháp? Đây đây, Seri Checker với Nắng sẽ update luôn một đội hình VIP Pro cho các bạn xử lý cái bọn sát thủ tuyến sau này. Có quá đáng lắm không khi mà gương mặt vàng chúng ta đang chờ đợi lại chỉ mệnh giá 1 đồng. Mình không đùa đâu. Chó gác khi được dắt vàng và lên trang bị hợp lý sẽ vô cùng khó chịu, counter cả bọn vô pháp và tỷ lệ vào top rất là cao đấy. Còn từ hư không đấu sĩ này sẽ gây sát thương phép lên kẻ địch có phần trăm máu thấp nhất. Nếu mà cú cắn kết liễu mục tiêu thì nó sẽ nhận vĩnh viễn lượng máu tối đa. Không để các bạn chờ lâu nữa, mình sẽ vào game luôn để các bạn thấy được chó gác 10k máu của mình nhé. Mùa 9.5 ngoại trừ mình chơi game vẫn hay ra thì cái gì cũng mới. Yêu. Không chỉ có tướng mới, trang bị mới, nâng cấp mới mà thành phố cũng mới luôn. Billswater cầu cải sát sinh được vote trong trận đấu này. Nice. Sau một hồi vật lộn với đống đồ mới cùng Legend Ezio thì mình cũng đã trở lại với Pro rồi đấy. Cầu cải sát sinh nhận số lượt làm mới cửa hàng miễn phí bằng với số vòng hiện tại cộng 1 khi bắt đầu mỗi vòng. Chúng chỉ có hiệu lực trong vòng mà bạn nhận được. Giải thích đơn giản là cứ mỗi vòng 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 thì bạn sẽ nhận được 3, 4, 5, 6 lượt roll free trong đúng một vòng đấy. Okay. Quay lại đồ khởi đầu sau ba rau quái thì mình có một nước mắt, một đai máu và một gậy phép. Nice. Lõi công nghệ vàng xuất hiện ở vòng 2.1. Cả ba lõi đều không quá ngon nên là mình roll hết. Chọn về bạn bè phương xa để xem là có đánh được vô pháp hay không. Roll 3 lượt free từ vùng đất này thì mình bắt được kha khá đấu sĩ. Nên là mình quyết định chốt luôn bài cho gác đấu sĩ reroll. Không chơi được vô pháp thì mình sẽ chơi bài counter vô pháp nha mọi người. Vì mới có 3 chép vào sân mà gặp đối thủ nóc rất nhiều 2 sao hơn. Mình lắp đồ cho chó gác nhưng mà vẫn không ăn thua. Chỉ clear được 1 chép trong số 4 chép của đối thủ thôi. Tích 10 tiền để tí nữa còn roll chó gác 3. Gặp luôn cái ông này 4 con 2 sao, cháu chịu, thua nguyên nhà vậy. Khá hơn được một tí khi mà round này mình chỉ thua đúng 1 chép để hoàn thành cái chuỗi thua 3. Vòng đi chợ nhặt về một chiếc đai máu để lắp luôn giáp máu cho chó gác pha máu. Đồ của chó gác dùng được thì rất nhiều nên là mọi người có thể tùy chọn theo tình huống đồ rơi ra nha. Mình thì thấy combo quyền trượng giáp máu dây chuyền là ok trong trận đấu này. Tí nữa nhiều máu thì quyền trượng sẽ giúp cho chó gác đảm bảo lượng đam cho thời gian. Giáp máu cũng giúp con quái vật hư không này trâu hơn và cũng thêm đam. Dây chuyền thì sẽ hồi lại theo lượng máu mất. Khi mà chó gác càng nhiều máu, tác dụng của dây chuyền càng nhiều. Hợp lý. Check bài một lượt thì thấy có Trường Nguyễn cũng chơi chung. Đã thấy ông anh này có chơi hẳn cặp đôi chó gác luôn chứ không phải chứ. Mất chuỗi thua vì thắng cái nhà Demacia chỉ có 4 chết trên sân. Coi như là đang tích số cho chó gác của mình vậy. Nùm lùm lùm. Thế deck nào tiếp tục gặp một nhà Demacia nữa. Số phận cũng không khác nhà vừa gặp là mấy. Mình giành chiến thắng áp đảo luôn. Đập đá một chút cho phần thăng hoa đi lên sau 2 chiến thắng. Mình nhận về đúng một chiếc găng, còn lại là rất nhiều tiền. Nếu mà đánh các bài khác rơi ra toàn tiền khóc lắm đấy. Vì như thế thì không có đồ để đép. Nhưng trận này mình đang cần rất nhiều tiền để roll nên rơi như vậy là hợp lý rồi. Thôi đép. 67 là số tiền mình có được ở vòng 3.1. Roll 4 lượt free của cửa hàng thì mình bắt được kha khá Manzaha và Redstone. Xuống còn 50 tiền thì mình ra được con chó gác thứ 7. Cảm giác như là cầu roll đã vào. Nên là mình quyết định hyper roll luôn vì có nhà đang chơi chung. Giờ mình cứ lên càng sớm càng tốt để chó gác có thời gian farm máu là đẹp. Kịch bản đó đẹp nhưng mà tiếc là nó không xảy ra. Mình roll xuống còn 40 tiền thì Manzaha đã lên 3 sao. Còn roll đến lúc cạn tiền thì chó gác vẫn 7 con. Đau đớn nick 2 khi mà để thua luôn cái nhà này với một chết. Nghèo lại còn càng thêm nghèo nữa chứ. Lại là lõi công nghệ vàng. Cần gì phải lấy sách chọn ấn để vẽ ấn đấu sĩ. Khi mà mình roll lõi vàng thứ 3 nó ra luôn huy hiệu đấu sĩ hút bụi chứ còn gì nữa. Bài này mà có một ấn đấu sĩ thì sẽ dễ đánh hơn rất là nhiều nha các bạn. Đơn giản là vì không cần sền thì vẫn kích được mốc 6 đấu sĩ. Chọn lõi xong thì chó gác thứ 8 cũng xuất hiện. Định không cho đối thủ cơ hội khi mà mình cố roll lên 3 sao trước. Nhưng mà nó không chịu ra các bạn ạ. Bài này nếu mà các bạn có kinh tế thì có thể roll cả số 3 sao với cả rắn 3 để phụ đam nha. Và nhau luôn với cái nhà đối thủ cũng chơi chó gác. Mình chiến thắng ngạo nghễ. 3.3 tiếp tục cộng 1 chiến thắng của giỏ hàng. Khi mà mình đối đầu với cái nhà đang chơi vô pháp slow roll. Nhặt về một chiếc váy ở vòng đi chợ. Vì các đồ mình cần đã bị lấy hết rồi. Có đồng nào xào đồng đó, bán luôn cả các Sardini để roll. Thì chó gác thứ 9 vẫn mất hút. Sau khi đấy thì Trường Nguyên đã lên 3 sao rồi. 3.5 mình đối đầu với một nhà đang nép bằng đấu sĩ và cast cầm đồ. Dàn đấu sĩ của mình không đồ nhưng mà vẫn đủ sức chống chịu để giúp Manzaha thoải mái dùng skill. Gặp lại nhà Demacia, ngoài việc có thêm Fiora để cầm đồ và lắp thêm ít đồ cho Sona thì cái nhà này không có gì khác biệt lắm. Chiến thắng vẫn dành cho mình để thắp lên ngọn lửa fire. Vì rau đó trước mình thoạt đồ nên là 5 con sói trả lại cho mình hẳn 5 mảnh. Rốn mãi không chịu ra, để yên thì nó ra một lúc 2 con chó gát và 4.1 luôn ạ, đúng đời. Dây chuyền được tối ưu cho chó gát và creep phép cho Manzaha phụ đam. Gặp nhà Billswater cộng với cả dũng sĩ carry bằng Miss Thornton có mỗi cái blue. Miss Thor có đam đây nhưng mà chỉ với những con tướng đấu sĩ không đồ chứ còn gặp chó gát thì no hope nhé. Chọn hy sinh làm lõi đánh nhau cuối cùng vì nó phù hợp nhất rồi. Mặc dù thì bài của mình hiện tại vẫn đang hơi ít chết. Người anh em sinh đôi Trường Nguyễn vẫn tiếp tục để thua mình với một chết. Ông này chơi kêu carry roll cả Galio 3.
Mình chưa kích được mốc 6 của đấu sĩ do là tốn quá nhiều tiền ở đầu trận nên là giờ mới level 6. Nhà họ thì kêu 3 sao có diệt ánh sáng. Galio hồi máu liên tục với hai dây chuyền cho gác của mình cạp đến lần thứ tư vẫn chưa chết. Sao thật, đó được. Vẫn còn ở quá cao nên là mình chỉ nhặt được một chiếc găng ở chợ về lắp bốc đồ cho Redside Phụ Tí Đam. Tiếp tục để thua nhà 7 nước sắt level 8, mình chỉ còn lại 54 máu. Không thua thêm nữa khi mà nhà mình gặp ở vòng 4.6 chơi chinh phạt. Nhưng mà giờ này vẫn eco lên 8, bài thì khá là nhiều một sao. Các mảnh đồ còn lại nhặt được ở round chim thì mình lắp được mũ thích nghi cho Manzaha và giao điện cho Silco. Up level 7 và roll bằng những lượt free từ cửa hàng cho đến khi ra được Sizuani. Mình để thua cái nhà Demacia đã update với rất nhiều carry, nào là Fiora, Sona, Queen. Đã thế còn lấy hẳn 3 cái lỗi đánh nhau thì đỡ làm sao được. Ông Trường Nguyễn cũng đáp level 7 và cho vào sân 6 hư không. Nhưng mà kết quả mỗi lần gặp mình vẫn là thua. Mình mà là Trường Nguyễn ấy à, mình đầu hàng luôn ra làm trận mới rồi. Cây bỏ mẹ ấy. Counter luôn bài đấu vô pháp khi mà đam của các tướng Kata Grey là không đủ để kết liễu cho gác. Trong khi đấy thì cho gác cắn trả là quá đau. Mình giữ lại được 40 máu để đi chợ vòng 5. Cho Silco quỷ thư nhặt về từ vòng đi chợ để giảm bớt lượng hồi phục từ team bạn. Nhà Demacia carry bằng kêu quá tham xếp lượng tộc hệ để chống đi phía bên trái. Mình đổ cho gác sang bên, nó luồn xuống phía dưới và tiếp cận kêu sau khi mà đã cắn chết mò đầu team bạn. Kêu quá tích mana cho gác nó cạp hết dàn sau. Team bạn hết đam chiến thắng cho mình. Trả thù nhà nóc sức quá ngọt ngào sau cái khoảng thời gian mình đã update lên 6 đấu sĩ. Cũng như là cho gác farm ngày càng được nhiều máu hơn để thắp lại ngọn lửa vui trích lần thứ N. Redside phải đợi đến tận ra quái 100 lần 3 sao. Bốc về một chiếc crit phép cho bố già Silco phụ đam. Roll bằng những lượt roll free thì mình lên được luôn siêu cao. Càng về lết thì nhà Demacia kia càng mạnh nhờ lõi của họ. Combat không thể hoàn hảo hơn dành cho đằng ấy khi mà Javan úp lồng đến 2 lần vào chó gác team mình. Khoảng thời gian đó là đủ để các carry team bạn quẩy và hạ gục đi từng mục tiêu. Chó gác thiếu một chút đam để kết liễu nên là mình nhận thất bại ở round này với 2 chết. Dấu tích tiếp theo vào 6.2 chỉ thẳng vào nhà vô pháp. Các bài khác có thể sợ chứ còn bài này thì xin cái tuổi nha. Chó gác một mình chống chịu và làm hết. Phải nói là như vậy khi mà các con tướng đấu sĩ khác chỉ mang tính chất câu kéo thời gian. Nhà vô pháp này may mắn còn lại 2 máu sau giao tranh. Chứ cái nhà Noxus kia thì không may như thế. Đối đầu với nhà Demacia và phải dừng chân ở top 4. 6.3 mình để thua cái bóng nhà Demacia vì nghĩ là họ sẽ đổi Queen và Sona sang bên trái. Còn nhà vô pháp thì đã lấy cái top 3 mang về rồi. Nhặt về Hammer ở vòng đi chợ để tránh đối thủ nâng cấp thêm sức mạnh. Mình up level 8 và cho luôn Hammer vào sân. Mặc dù là không có tiền mua nâng cấp, coi như là câu kéo thêm chết để hồi máu cho team cũng ổn. Đối thủ kèm như khó chịu cũng lên level 9. Thế họ không đổi bên nên là mình đổi ngược lại cho gác sang phía của Queen để dễ dàng tiếp cận. Phải nói là Javan cực kỳ khó chịu khi mà liên tục làm choáng cả team mình. Nhảy đến phát thứ 3 thì team bạn cũng đã clear team mình rồi. Lúc chó gác tiếp cận cũng là lúc Fiora tiến tới. Chó gác chỉ kịp cắn nốt 2 chết và mình để thua còn lại 1 máu ạ à, vãi. Rồi, mày xong rồi. Còn máu là còn thở, các bạn xem đến đây chắc là cũng nghĩ 6.6 là con mắt cuối cùng của mình rồi đúng không? Không nha. Mình xếp lại team để bố dạ Silco không còn bị làm choáng nữa. Silco lần này được chơi game hơn, cho gác vẫn như cũ làm thịt tướng gần của đối thủ. Sai lầm đến từ vị trí của Fiora team bạn, nhảy nhẹ một lúc với skill thì bị Sen hất tung. Manzaha tranh thủ dùng skill vào người nữ kiếm sư, chắc là do bị hoảng sợ quá nên là Fiora thêm một lần nữa lướt vào bẫy độc của Silco. Fiora nằm xuống thì hết người quẩy, Javan lần này bị làm thịt không thương tiếc. Queen hết kẻ chống lưng cho cũng đành khuất phục trước sự to lớn của cho gác. Mình tiếp tục giữ hy vọng top 1. Một chiếc băng giáp được lấy từ dòng ngàn tuổi cho Seju. Ba nâng cấp của Hammer cũng đã lên sàn. 7.1 sẽ là combat cuối cùng của hai kẻ không đội trời chung. Trong lúc đối thủ mải roll Fiora 3 và quên xếp bài, mình đổi chỗ cho gác sang để tiếp cận Sona và Fiora sớm hơn. Hơi sai lầm khi mà để bố già phải chết tức tưởi. Cho gác cắn chết Galio, tiếp cận và xử lý Sona, làm mất khả năng giảm hồi máu của team địch. Lúc này thì các đấu sĩ không đồ đã bị hạ gục. Seju là con tướng cuối cùng trụ lại để giúp cho gác của mình tích số. Đủ mana cho gác cắn hạ gục đi Javan không cho hắn nhảy. Sejuani nằm xuống trao lại 10% máu của mình cho gác. Con quái vật hư không với hơn 10k máu lần lượt nhai đầu các kẻ địch, giành lấy top 1 cho mình quá đã. Cảm ơn các bạn đã xem video và sau đây là tổng kết. Bài cho gác đấu sĩ này có thể counter được bài hot vô pháp ở thời điểm hiện tại. Chắc ăn hơn thì các bạn có thể lắp cho nó giáp gai nha. Có thể roll thêm cast lên 3 sao phụ đam thay vì là Manzaha như mình. Có thể slow roll hoặc là hyper roll tùy tình huống bài ra. Một ấn đấu sĩ hoặc là một trái tim đấu sĩ sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho bài này đấy. Đồ của cho gác đa dạng nên là không quá phụ thuộc đâu. Chúc các bạn leo rank vui vẻ nhé, bye bye.